Hai các bạn lại là người giấu mặt trong chương trình Cà phê Tâm sự hàng tuần đây ạ. À. Hôm nay là số 6, năm 2024. Cũng là số đầu xuân Giáp Thìn, phát hành lúc 8:30, sáng thứ Hai, ngày 19 tháng 2, năm 2024. Nhằm ngày mùng 10, Tết. Là ngày Tết cuối cùng, còn được gắn chữ mùng ở phía trước. Nhớ ngày xưa, người Việt mình hay nói tháng Giêng là tháng ăn chơi. Cứ chơi cho hết mùng, tới mệt, còn chưa chịu nghỉ. Đó là văn hóa của một dân tộc dựa vào nền văn minh lúa nước, thuần nông nghiệp. Cũng là tiền đề cho sự trì trệ trong tư duy, sáng tạo kém cỏi trên con đường phát triển đất nước. Nhưng thôi, đây là một đề tài rộng lớn mang tầm vĩ mô, dành cho các chiến lược gia tầm cỡ nói chuyện, chứ không phải mình. Nên người giấu mặt, stop nó ở đây. Để nói về lá thư ngắn ngủn của bạn Lê Thị Ái Liên, phản hồi khi xem truyện ma Ngôi Nhà Ly Biệt, được phát hành trên kênh vào ngày 3 tháng 2 năm 2024, mà mình quyết định lấy nội dung này ra làm tiêu đề cho một cà phê tâm sự hôm nay. Đó là hết mùng nói chuyện ma. Trong thư bạn Ái Liên viết: gia đình tôi đã từng sống trong một căn nhà có người treo cổ tự tử. Tuy không thấy gì, nhưng toàn gia đình trong một năm không yên ổn chút nào. Hết người này đau đến người kia ốm, công việc không thuận lợi, anh em cãi cọ luôn, thậm chí có người vào tù vì bị tố cáo. Đến bây giờ thì tôi thấy không nên ở trong một ngôi nhà như vậy. Có lẽ bạn Liên cho rằng đó là một ngôi nhà ma ám và người ở đó sẽ bị ảnh hưởng nên gặp nhiều điều rắc rối, xui xẻo. Thưa các bạn, phải nói rằng gần như 100% con người trên thế gian này đều có ít nhất một lần trong đời nghe nói tới từ ma qua sách báo, văn học hoặc lời kể lại của một người khác nào đó. Hầu như đa số mọi người đều khoái nghe kể chuyện ma, xem phim ma. Thế nhưng tôi dám chắc là chưa từng có ai thực sự thấy ma. Kể cả những người dám thề rằng đã gặp ma một hoặc vài lần trong đời và cũng từng có cảm giác hãi đến vãi đái trong quần. Tôi có một truyện ngắn mang tựa đề Bóng Ma Không Có Thật, đăng trên kênh Cà Phê Sài Gòn Vlog vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Dù đây là một truyện ma, nhưng ngay cái tiêu đề tôi đã ghi là Bóng Ma Không Có Thật. Xin bật mí một chút, đây là một truyện ngắn hoàn toàn hư cấu. Tôi viết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm sống của mình. Và ở trong đó, việc thấy ma chính là trải nghiệm thực tế của chính tôi ngày còn trẻ, được đưa vào truyện như một chi tiết. Nhưng trước khi nói về cái chuyện thấy ma này, tôi xin kể thêm một chút về tôi thời thơ ấu, coi như mua vui cho mọi người dịp đầu xuân vậy nhé. Hồi còn bé, tôi là một thằng nhóc chậm lục mà người ta hay dùng từ lù đù để gọi tên. Phải nói tôi khá tầm thường vì đủ mọi phương diện. Học thì dốt, từ lớp 1 cho đến lớp 4 năm nào cũng đội sổ. Ra đường thì bị bắt nạt, chỉ biết co giò chạy mất dép mà không dám phản kháng. Có lẽ ngay chính ba má tôi cũng ngán ngẩm với thằng con kém cỏi, có phần ngu ngơ, chết nhát của mình lắm. Vì cái kiểu trì độn đó thì xem ra tiền đồ của tôi chẳng có gì sáng sủa. Mà nói thiệt nghe, ngay tôi dù lúc ấy còn nhỏ,
nhưng cũng đã biết phát chán và tự thấy xấu hổ với bản thân của mình lắm. Nhưng xui xẻo thay, hay gọi là hên hoặc may mắn, tôi cũng không biết nữa. Vào cuối năm 10 tuổi, tôi gặp một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Đó là bị một chiếc xe bus tông trúng lúc đang trên đường đi học. Dù không chết, nhưng bị chấn thương sọ não khá nặng, phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy mất gần cả tháng. Và 6 tháng liền sau đó, tôi thường xuyên bị đau đầu cùng với di chứng rối loạn tiền đình cực kỳ khó chịu. Nhưng sau tai nạn đó lại nhưng tôi dường như ngày càng tự biến đổi thành một người khác. Cái cú chấn thương não đó cũng giống như một hành vi gián tiếp mà ông trời bật lên trong cái đầu ngu của tôi một cái công tắc. Nói theo từ ngữ kỹ thuật là cái nút nguồn trong não tôi cứ như được ai đó bật lên một cái cạch. Mọi thứ cứ tự nhiên sáng trưng như nắng vàng rực rỡ sáng mùng một Tết. Giờ thì tôi mới là tôi đây nè. Tôi trở nên nhạy cảm và được coi là thông minh, sáng dạ một cách bất ngờ. Càng lớn, tôi càng học giỏi, luôn cả hai môn văn lẫn toán. Tính tình thì trở nên mơ mộng, lãng mạn, không giống với bất cứ ai trong nhà. Đến nỗi có lần má tôi còn nhìn tôi với biểu cảm lạ lùng, khó hiểu. Hình như cái thằng này á, càng ngày càng không giống con mình ta. Sao kỳ vậy cả? Trời đất ơi, hồi xưa tôi ngu si dốt nát thì bà cũng chửi. Giờ mình thông minh giỏi giang hơn nhiều, bà cũng không chịu nữa. Thiệt là hết biết. Thôi kệ bà đi ha, tôi kể tiếp chuyện của tôi đây. Đó là cái sự nhạy cảm kỳ quặc này khiến tôi thường xuyên có những giấc mơ lạ lùng. Tôi thấy trong giấc ngủ của mình những câu chuyện có hẳn cốt truyện kỳ bí, tình cảm lâm ly bi đát, cứ y như xem tiểu thuyết trinh thám mỗi đêm. Và khi đến tuổi dậy thì tôi bắt đầu thấy ma. Dù trong nhà của ba má tôi chưa từng có ai chết cả. À, mà có chứ. Đó là thằng em kế của tôi mất khi mới lên 7 tuổi vì bệnh thương hàn. Nhưng tôi đâu có bao giờ thấy nó, mà tôi chỉ gặp toàn là ma nữ. Loại ma nữ mà ai gặp cũng sẽ kinh hãi phát khiếp. Tại sao tôi thấy ma, nhưng rồi lại cho rằng cái mà tôi thấy không phải là ma? Và đấy không phải là lần duy nhất, mà có rất nhiều lần tôi đã bắt gặp điều tương tự. Như một lần mà tôi đã kể trong truyện ngắn Bóng Ma Không Có Thật. Ai chưa nghe thì mở kênh ra coi liền đi, không xem bỏ qua rất uổng đấy nha. Tôi là một người cả đời học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đọc khá nhiều sách và tài liệu về khoa học tâm lý có liên quan đến những hiện tượng mà người ta hay gọi là siêu nhiên hoặc tâm linh huyền hoặc. Nên có thể nói ngắn gọn rằng ma chỉ là một sản phẩm tưởng tượng do các nền văn hóa tạo ra như một yếu tố thần bí nhằm phục vụ cho một vài mục đích nào đó. Và một con ma không mong muốn sẽ xuất hiện trước mắt khi ta đang ở trong điều kiện bất ổn về sức khỏe tâm lý, trong một môi trường lạ thường, cộng với vài yếu tố nhạy cảm khác tác động. Trong trường hợp của tôi, về sức khỏe tâm lý và cả sinh học đều gặp vấn đề sau tai nạn gây chấn thương não, khiến trí tưởng tượng tạo thành các ảo ảnh sinh động như thật. Đây là một bộ môn khoa học về tâm lý và thần kinh, không thể giải thích sâu sắc và chi tiết hơn qua bài viết này, nên chỉ xin ngắn gọn
trong một vài ý phục vụ cho mục đích tham khảo của các bạn. Theo các nhà khoa học, có một số hiện tượng tâm lý và thần kinh, trong đó những bóng ma sẽ xuất hiện ra từ chính trí tưởng tượng hoặc nhiễu loạn trong não bộ của người trải nghiệm chúng. Có thể liệt kê ra như sau. Thứ nhất, những bóng ma hiện ra từ niềm tin. Không phải ai tin vào sự tồn tại của ma quỷ cũng từng nhìn thấy ma ngoài đời thật. Nhưng phần nhiều, họ đã xem phim ma, đọc truyện ma và được nghe kể về ma. Và một khi niềm tin là có ma thật đã được ấn định trong tiềm thức, thì nó sẽ trở nên chắc chắn, vô điều kiện. Bạn sẽ lớn lên với niềm tin đó cho tới khi đủ chín chắn để nghi ngờ và chất vấn bản thân mình về tính chân thật của nó. Thứ hai, tự tưởng tượng ra ma để tự nhát mình khi ở trong một vài tình huống thích hợp. Chúng ta ít ai tưởng tượng ra ma quỷ vào ban ngày, nhưng theo một cách tự nhiên nào đó, nỗi ám ảnh về ma quỷ sẽ xuất hiện vào ban đêm hoặc khi chúng ta đi xuống những căn hầm tối. Lý do là bởi con người luôn cảnh giác hơn trong môi trường thiếu sáng. Đó là lúc bản năng sinh tồn của chúng ta hoạt động ở mức cao hơn. Và vì thế, các hệ thống giác quan cũng dễ bị nhiễu loạn hơn. Thứ ba, cần một hồn ma để bầu bạn. Nói ra điều này nghe có vẻ hài hước, nhưng trong một số trường hợp, như khi đau buồn vì bị mất người thân, các nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng một số người gặp chấn thương tâm lý, đặc biệt là với nỗi đau mất người thân, họ có thể triệu tập ra những linh hồn của họ để trò chuyện cũng như xoa dịu bản thân mình. Các nhà tâm lý học gọi đó là cuộc giao tiếp sau khi chết và đánh dấu đây là một trong những trải nghiệm huyền bí phổ biến nhất, ảnh hưởng đến cả những người tin vào thế giới tâm linh và cả những người không tin vào nó. Thứ tư, sức khỏe não bộ của bạn có vấn đề. Có thể nói đây là hiện tượng phổ biến và thường gặp nhất. Các nghiên cứu cho thấy đây có thể là dấu hiệu ban đầu của một tình trạng bệnh lý, chẳng hạn như chứng tâm thần phân liệt. Một số bằng chứng cho thấy những người có chứng rối loạn não tiềm ẩn sẽ có xu hướng gặp phải những hiện tượng huyền bí, dữ dội và tiêu cực. Ngay cả ở những người không mắc bệnh tâm thần, những thay đổi tạm thời trong hoạt động của não có thể kích thích những bóng ma xuất hiện, chẳng hạn như những người sử dụng chất kích thích thần kinh như LSD và nấm ma thuật. Họ thường báo cáo về những tưởng tượng tâm linh, hoặc đôi khi người ta có thể vô tình bị nhiễm các chất thức thần này từ các bào tử hoặc nấm mốc trong những ngôi nhà bỏ hoang. Điều này lý giải lý do tại sao các địa điểm này thường bị gọi là ma ám. Trong một trạng thái khác được gọi là bóng đè khi ngủ, lúc mà bạn thức dậy nhưng thấy cơ thể mình không thể cử động, nhiều khả năng bạn cũng sẽ gặp phải những hiện tượng ma quái kỳ dị. Chẳng hạn, người bị bóng đè thường có cảm giác bị cuốn vào một không gian khác, thấy bản thân mình lơ lửng, trôi dạt hoặc thậm chí tách rời khỏi cơ thể vật lý. Trong nhiều trường hợp, họ còn nhìn thấy một linh hồn đang ngồi trên ngực mình. Đây là trường hợp mà tôi bắt gặp trong truyện Bóng ma không có thật. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác được gốc rễ của hiện tượng này, nhưng một số người cho rằng nó xảy ra khi não bộ bị chồng chập giữa trạng thái giấc ngủ và thức tỉnh. Thứ năm,
bị tác động bởi sóng hạ âm. Não bộ chúng ta về cơ bản cũng hoạt động bằng các tín hiệu điện sinh học. Vì vậy, không tránh khỏi hiện tượng bị nhiễu. Nghiên cứu cho thấy, đôi khi mọi người có thể trải qua một cuộc gặp gỡ với những con người ở thế giới khác chỉ đơn giản vì một thứ gì đó trong môi trường xung quanh đang phát ra âm thanh lạ. Nhiều nghiên cứu sau này cho thấy một số tiếng ồn nhất định có thể kích thích các cơ quan thị giác và thính giác của con người, khiến người ta trải qua một cơn căng thẳng hoặc trạng thái hoảng loạn, nhất là tiếng ồn ở tần số 18.9 hạt, nằm ở dưới dải hạ âm, là nơi tai người không thể nghe thấy. Vì vậy, lần tới khi bạn nghĩ rằng đang có một cuộc gặp gỡ bí ẩn với những người ở thế giới bên kia, trong một không gian quen thuộc, lặp đi lặp lại, thì hãy thử kiểm tra xem chung quanh đó có nguồn hạ âm khác lạ nào không. Để kết thúc đề tài về ma này, có thể nói tóm lại rằng tôi thực sự chẳng biết có ma không nữa. Nhưng trong thâm tâm thì tôi không tin và có thể giải thích nhiều thứ dưới ánh sáng khoa học. Và cũng lâu lắm rồi tôi không hề biết sợ những con ma, ngoại trừ một lần sau cùng vì khá kinh dị mà tôi không tài nào giải thích nổi. Kể các bạn nghe cho vui. Trong một lần đến thăm nhà cha mẹ một người bạn gái và được họ mời ngủ lại, ông ba của bạn gái tôi có vẻ khoái thằng bạn của con mình nên có xách chai rượu rắn ra mời tôi vài ly. Đêm đó tôi được sắp xếp ngủ trên gác. Dĩ nhiên là chỉ ngủ một mình. Có lẽ lạ nhà, lạ chỗ nên tôi trằn trọc rất lâu mới chìm sâu vào trong một giấc mộng kinh hoàng. Đang ngủ, tôi bỗng giật mình thức giấc và thấy một bóng người ở đầu cầu thang. Đó là một cô gái xõa tóc, ngồi quay lưng lại trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, y như trong mấy bộ phim ma của Mỹ. Cô gái đó đột nhiên xoay người lại, từ từ bò chậm chậm trên sàn gác, tiến về phía tôi. Trong bóng đêm lờ mờ, không sao nhìn rõ mặt, tôi tự trấn an. Hay là con bạn mình đang trốn ông bà già, mò lên đây kiếm tôi? Tôi hân hoan, định nhe răng cười chào đón con bạn tốt bụng. Thì trời ơi, thoắt một cái, bóng người đó chồm lên. Đó là một cô gái lạ hoắc, có khuôn mặt trắng nhợt với mái tóc bù xù, tua tủa như sơ mướp. Thấy ghê nhất là đôi mắt đen thù lùi, sâu hoắm như hai hố đen vũ trụ. Và con ma đó, lúc ấy tôi chắc chắn nó là một con ma, một con ma thứ ba mà tôi được hân hạnh gặp gỡ trong đời. Nó nhe hai hàm răng trắng ẩn, nhọn hoắt như hai cái cò cỏ, lao tới cắm phập vào đầu tôi. Thú thiệt, lúc ấy tôi nhắm mắt lại và thét lên kinh hoàng với cảm giác đau điếng ngay trên mỏ ác. Liền sau đó có tiếng chân chạy sầm sập lên cái thang gỗ, và ông ba của bạn gái tôi xuất hiện cùng lúc với ánh điện bật sáng. Tôi nheo nheo mắt nhìn ra và đồng thời đưa tay lên sờ đầu vì cơn đau rát vẫn chưa dứt. Trời ạ, à, mấy ngón tay tôi dính máu nhòe nhoét. Trong lúc con bạn gái lo lắng lấy cồn lau rửa rồi băng bó vết thương trên đầu, tôi thì vừa run vừa kể lại tất cả mọi chuyện kinh dị lúc nãy. Nghe xong, ông ba bình thản phát biểu: "Chắc cháu bị chuột cắn rồi đó. Nhà này chuột cống nhiều lắm. Con nào con nấy bự tổ bà nái luôn đó. Mèo mà còn sợ nó mà." Nghe ông già nói chuyện
tôi cũng hết ý kiến. Rõ ràng là tôi thấy một con ma nữ gớm ghiếc cắn tôi một cái phập mà. Hay là chuột nhà này thành tinh biến thành ma nữ? Cũng có thể là do cái đầu bất ổn của tôi mà ra. Nhưng chuyện cái đầu chảy máu tè le thì giải thích sao đây? Tôi xin thề, câu chuyện này là có thiệt. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Cứ coi như tôi bịa cho vui trong ngày đầu năm mới vậy nha. À, cũng nói thêm, nhỏ bạn gái sau này không có thành bà xã tôi. Vì sau chuyện đó, tôi có nói với nó: nhà bà có nuôi con ma thì ghê quá, ông nội tôi cũng không dám tới nữa đâu. Các bạn biết nó nói với tôi như thế nào không? Nó mắng tôi là cái đồ ăn nói bậy bạ, tính đặt điều, vu oan giá họa cho nhà nó. Rồi tụi tôi chia tay luôn sau đó. Câu chuyện về ma này hơi dài, hẹn các bạn. Cảm ơn bạn Ái Liên đã gợi ý đề tài cho câu chuyện đầu năm. Trong tuần này, đa số thư gửi đến với nội dung hầu hết nhằm mục đích thăm hỏi và chúc Tết cho Cà phê Sài Gòn Vlogs. Người giấu mặt xin lần lượt đọc tên các bạn như sau. Bạn TKP, tại xứ sở cao bồi. Có lẽ ý bạn muốn nói là Texas, phải không? Rất cảm ơn thư hỏi thăm và chúc Tết nồng nhiệt của bạn. Chúc bạn và gia quyến một năm mới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Kế đến là thư của bạn Thanh Hà Trần, từ Melbourne, Úc. Trong lần trước, người giấu mặt đã bỏ sót thư của bạn Thanh Hà. Thành thật xin lỗi bạn về sự thiếu sót này, và cũng rất cảm ơn về những tâm tình rất chân thành về cuộc sống cũng như cảm tưởng của bạn vào dịp đầu xuân năm mới ở hải ngoại. Rất cảm ơn bạn về những tình cảm ấm áp dành cho Cà phê Sài Gòn Vlogs. Kế tiếp là thư chúc Tết của bạn Kim Sáp ở Hoa Kỳ. Rất cảm ơn bạn, một diehard fan của Cà phê Sài Gòn Vlogs. Chúc bạn và gia đình một mùa xuân ấm áp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé. Thư chúc Tết của bạn Anne Rose Nguyễn ở Đức. Bạn có nói muốn biết cảm tưởng của người giấu mặt về việc người Việt ở trong nước ăn Tết như thế nào trong năm nay. Thật ra thì chắc mọi người cũng đoán được, trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay thì đại đa số người dân đều cắt giảm chi tiêu. Điều đó có thể nhận thấy qua các bản tin, bài viết về những cảnh tượng vắng vẻ, hàng hóa ế ẩm trong các chợ truyền thống, siêu thị và ngay cả việc tiêu thụ hoa Tết. Có những cánh đồng hoa không có người mua, nông dân để cho hoa tự trổ bông và khô héo ngay trên đồng mà không thể thu hoạch. Nhưng dù khó khăn thế nào thì người lao động vẫn thu xếp cả gia đình cùng nhau về quê ăn Tết. Dù là một cái Tết có đơn sơ giản dị đến thế nào đi nữa. Đó là nói về số đông người lao động thôi. Nhưng với người giàu có thì chắc không cần phải kể. Dù kinh tế có khó khăn thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sự sung túc đầy đủ trong cái Tết của họ. Riêng tôi thì năm nay cũng là một năm không thấy vui vẻ lắm. Tâm trạng tương tự như nỗi buồn khi trải qua hai cái Tết mà mọi người bị thất thu thời Covid. Riêng tôi, có lẽ niềm vui lại không đến từ chuyện ăn Tết trong năm nay, mà nó đến từ các fan của Cà phê Sài Gòn Vlogs. Rất cảm ơn lời chúc Tết chân thành của Anne Rose Nguyễn. Thư chúc Tết của bạn Bích Vân ở Melbourne, Úc. Bạn có nêu cảm nghĩ không tốt của mình về cách giao dịch mua bán của người Việt trong nước sau vài lần về thăm quê nhà.
Nhất là sau khi nghe qua bài viết về việc đập chậu bẻ hoa trong dịp Tết này, thì bạn tỏ ra đồng cảm và biểu lộ sự thất vọng với những điều trông thấy. Bạn Bích Vân à, có lẽ chúng ta phải chờ. Chỉ mong sao chúng ta được sống đủ lâu để chứng kiến sự thay đổi sẽ đến khi các thế hệ trẻ lớn lên, nhờ được ăn học đàng hoàng và có kiến thức, tư duy kinh doanh cũng như ý thức về cách hành xử văn minh giữa người với người sẽ ngày một đàng hoàng, tử tế hơn. Rất cảm ơn những lời chúc Tết nồng hậu của bạn. Chúc bạn và gia quyến một năm mới an lành, thịnh vượng, ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng là những lá thư của bạn Kim Chi Dương ở Seattle, USA. Có lẽ bạn là một trong những fan chịu khó viết thư cho người giấu mặt nhiều nhất. Rất cảm ơn những lời chúc Tết và thăm hỏi ân cần của bạn. Trong thư, bạn có nêu lên những băn khoăn về cách sử dụng tiếng Việt của thế hệ trẻ. Quả thực, với những người có tâm huyết, lo lắng cho tính ổn định và việc bảo tồn những đặc điểm của ngôn ngữ chính thống, cũng cảm thấy bất lực. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, có quá nhiều thứ tác động làm sai lệch tiếng mẹ đẻ, mà giới trẻ lại xem nó là thời thượng khi sử dụng một thứ tiếng Việt lai căng, méo mó. Đó là còn chưa nói đến sự cẩu thả và thiếu hiểu biết của một vài loại báo chí, truyền thông lá cải, khi chính họ cũng trình bày một thứ tiếng Việt sai cả chính tả lẫn văn phạm. Bạn à, đây là một vấn đề rất lớn mà chỉ có mỗi chúng ta nhìn thấy thì không đủ và cũng chẳng thể làm gì. Bạn Kim Chi có đưa ra đề nghị người giấu mặt hãy phát triển một ứng dụng sách điện tử để quảng bá truyện ngắn và các bài viết của Cà phê Sài Gòn Vlog. Thật ra mình cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng đây là một vấn đề khác mà ngay bây giờ mình chưa thể có thời gian và nguồn lực để thực hiện. Người giấu mặt xin ghi nhận ý kiến rất hay của bạn và hứa sẽ suy nghĩ thêm về điều này. Chúc bạn Kim Chi và gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng, người giấu mặt cũng xin thông báo với các bạn. Đến hôm nay, đã có 12 người tham gia chương trình thành viên đồng hành cùng NGM. Tuy còn ít, nhưng cũng đang có sự phát triển trên kênh của chúng ta. Một lần nữa, người giấu mặt xin kính chúc tất cả các fan, các bạn nghe kênh một năm mới Giáp Thìn đạt nhiều thành tựu, luôn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Hãy luôn theo dõi Cà phê Sài Gòn Vlogs nhé các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người.